kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tường thuật kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2015, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa 18 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 12. Đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Lô Thanh Luận, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện điều hành kỳ họp. Tới dự có các đồng chí Phan Đức Đồng, phó chánh văn phòng tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Trương, phó văn phòng xây dựng đảng, ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Quỳ Châu, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đồng chí chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12 xã thị trấn. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện cần tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Kính thưa quý vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng. Một là xem xét báo cáo của Ủy ban dân huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm của 2015, về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo chuyên đề về công tác điều hành của Ủy ban dân huyện, về công tác cải cách hành chính nhà nước, các báo cáo của các ngành về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình vi phạm pháp luật, trật tự xã hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri, của đại biểu Hội đồng Nhân dân, kiến nghị của các đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân huyện. Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Xem xét thảo luận các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, của Ủy ban Nhân huyện trình kỳ họp để quyết định về các cơ chế chính sách, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân huyện. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các thành viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2015, năm kết thúc nhiệm kỳ và kết thúc năm kế hoạch trăm năm, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng các cấp. Trong 6 tháng đầu năm của 2015, chúng ta đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và chuẩn bị tốt các cái điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi do hạn hán nắng nóng kéo dài, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt là sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của người dân, nhưng các ban ngành và đồng bào các dân tộc huyện nhà đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 11,9%, thu ngân sách đạt khá. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tập trung đôn đốc kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm và tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, đã góp phần thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Tiếp đến, ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện,
báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt trên 738 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch. Giá trị sản xuất gia tăng đạt trên 368 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 11,9%. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng gần 5.200 ha, đạt 65,3% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 94,2%. Sản lượng lương thực đạt gần 11.000 tấn, đạt 48,5% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 88,7%. Tổng đàn trâu trên 18.600 con, đạt 98,9% kế hoạch, đàn bò hơn 8.200 con, đạt 99% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi đạt 1.285,1 tấn, tăng 71,4 tấn so với cùng kỳ. Huyện Quý Châu đã tổ chức tiêm phòng với gần 18.000 liều vaccine các loại cho gia súc, gia cầm, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm, nên trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh xảy ra. Công tác khuyến nông đã xây dựng được mô hình ươm cá giống cấp 2 tại xã Châu Hạnh, triển khai trồng rễ hương bằng phương pháp dâm hom tại xã Châu Thuận, chọn hộ thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng đào, nuôi dê và nuôi gà đen. Quản lý và bảo vệ tốt hơn 82.000 hectare rừng hiện có. Trong 6 tháng đầu năm, trồng cây phân tán 47.000 cây, đạt 34,8% kế hoạch. Trồng rừng tập trung 500 hectare, đạt 33,3% kế hoạch. Tổ chức khai thác rừng nguyên liệu theo kế hoạch 30.000 mét khối, đạt 35,3% kế hoạch. Phát hiện và xử lý 32 vụ phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách 88,3 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 11 xã theo quy hoạch và đề án được duyệt. Đến nay có 7 trên 11 xã đạt 11 đến 16 tiêu chí nông thôn mới. Xã điểm Châu Tiến đạt 16 tiêu chí trên 19 tiêu chí. Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất các làng nghề và làng có nghề, thực hiện đề án đổi mới phát triển hợp tác xã, phổ biến luật hợp tác xã năm 2012. Đến nay, toàn huyện có 6 hợp tác xã, trong đó năm 2015 thành lập được 2 hợp tác xã, đồng thời chuyển đổi 2 hợp tác xã từ mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Tổ chức giao gần 13.000 hectare đất lâm nghiệp, đạt 99,5% kế hoạch giao. Trong 6 tháng đầu năm, cấp 515 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đã cấp là 37,82 hectare. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gần 76,3 trăm tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu cơ bản đều đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như đá các loại, gạch các loại, cát, sỏi, vân vân. Một số ngành nghề như may mặc, mộc dân dụng, sản xuất sản phẩm từ sắt thép, tăm đũa sơ chế tiếp tục được duy trì và phát triển. Về xây dựng cơ bản, đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng 11 công trình hoàn thành, đang thi công xây dựng 30 công trình. Đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, tập trung vào các công trình trọng điểm, các công trình chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ và công trình kỷ niệm 600 năm danh xưng Quý Châu. Như đường Châu Hội, Châu Thuận, cầu treo Kẻ Nính, cầu Hoa Hải, chợ thị trấn, hệ thống điện xã Châu Phong, hội trường trung tâm văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Tân Lạc. Tổng giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 234 tỷ đồng, đạt 39,1% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện lập hồ sơ, chi trả chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quý Châu, cầu Hoa Hải, hồ chứa nước Bản Mông. Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 12.821 triệu đồng, đạt 81,7% dự toán tỉnh giao, 71,03% kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao.
tổng chi ngân sách gần 184.700 triệu đồng, bằng 73,6% dự toán. Hoạt động tín dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và nhân dân, tiếp tục tác động tích cực đến quá trình phát triển sản xuất kinh doanh và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015 với kết quả chất lượng học sinh đại trà, học sinh giỏi tăng so với năm trước. Chất lượng giáo dục các cấp học đạt yêu cầu trở lên trên 97%. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh với 30 trên 37 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,08%, vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, trong đó có các đối tượng bảo hiểm y tế, người nghèo, thương binh, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn, đạt kết quả cao. Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu văn hóa. Toàn huyện có 114 trên 146 làng bản có nhà văn hóa. 7 trên 12 xã có sân vận động và sân khấu ngoài trời. 12 trên 12 xã thị trấn có nhà văn hóa xã. 8 trên 12 xã thị trấn có trạm phát thanh không dây. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 58,1%. Tỷ lệ làng bản văn hóa đạt danh hiệu văn hóa 68,5%. Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 1.434 suất quà trị giá 247,5 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo trên 5.500 hộ và gần 2.200 hộ cận nghèo năm 2015. Công tác cải cách hành chính đã được duy trì và nâng cao hiệu quả chế độ trực, xử lý công việc và công bố, niêm yết thủ tục hành chính cấp huyện, xã tại các trung tâm giao dịch một cửa từ huyện đến xã. Quốc phòng an ninh được quan tâm như đã hoàn thành khám tuyển, hoàn chỉnh hồ sơ và giao quân năm 2015 đạt kế hoạch cả về số lượng và chất lượng. Thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, các cấp, các ngành cần phải tập trung chỉ đạo và phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau. 1. Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 trên các lĩnh vực để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, khó đạt, phấn đấu đạt ở mức cao nhất. 2. Phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cả diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng nông nghiệp. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch của Hội đồng Nhân dân huyện giao. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình chào mừng đại hội huyện đảng bộ và công trình kỷ niệm 600 năm danh xưng Quỷ Châu, đảm bảo tốt an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách và giải quyết việc làm cho người lao động. 4. Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. 5. Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo. Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo, gồm báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014, tình hình dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Những vấn đề đã hứa tiếp thu, giải quyết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18. Thông báo về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2015. Báo cáo kết quả Tòa án Nhân dân 6 tháng đầu năm, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12.
báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, ông Phan Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quý Châu được Tỉnh ủy Nghệ An điều động giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Do đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua nghị quyết đồng ý cho đồng chí Phan Đức Đồng miễn nhiệm, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quý Châu. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần thứ 12 huyện khóa 18 đã bầu ông Ngô Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Hồng Hà, Trưởng Công an huyện và ông Lê Quang Tú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện đã chia 4 tổ thảo luận góp ý kiến vào các báo cáo. Trong đó, tập trung vào các vấn đề diện tích sản lượng, năng suất của lúa lai, ngô lai, triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác giải ngân ở một số chương trình, dự án đạt thấp, tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm tiềm ẩn phức tạp. Ngày mai, 17 tháng 7, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa 18, với các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳ Châu sẽ tiếp tục đưa tin kỳ họp. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.